Rồi xin mời em trai giới thiệu về mình. Con tên Hồ Hoàng Lộc, 27 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Con làm nhân viên ngân hàng. Nhân viên làm cái gì, khâu gì? Dạ khâu giấy tờ chú. Khâu giấy tờ mà làm cái ghê vậy? Dạ. Khâu giấy tờ là gì vậy, đi làm luôn hả? Dạ không. Cái này là hôm nay con xin off chú. À xin off hả? Dạ. Nói. Tưởng đi làm ngân hàng làm giấy tờ mà làm cái ghê vậy? Dạ. Thì vô chắc hết làm giấy tờ luôn á. Bộ bên đó thấy ghê lắm hả? Làm thấy ghê lắm. Để coi bên đây như thế nào nha. Mời bạn nữ. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan và chào tất cả mọi người đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Phạm Minh Tú, năm nay em 25 tuổi. Quê quán của em là ở Bà Rịa Vũng Tàu. Công việc hiện tại của em là nhân viên phòng thí nghiệm của công ty Infla, chuyên sản xuất về bột mì. Bây giờ mình có ưu điểm khuyết điểm gì nè Lộc? Dạ ưu điểm của con là hiền lành, nhiệt tình, ga lăng. Hiền lành. Dạ. Nhiệt tình. Dạ. Ga lăng. Dạ. Mặc bộ đồ này vô hiền dữ rồi nha. Rồi điểm yếu gì nữa Lộc? Điểm yếu của con là quá nhiệt tình và hơi nóng tính một chút chứ. Nóng không? Dạ. Mồi chú đừng nóng nha. Dạ. Nóng là có chuyện đó nha. Thôi. Nóng là có chuyện đó nha. Trời bên kia căng thẳng quá vậy. Đồ này là nóng là có chuyện đó nha. Wow. Ngon vô. Ngon vô đây. Chào em. Dạ chào chị. Dạ thôi chị không dám qua. Dạ. Rồi. Nhà trai tụi nay hơi bị ngon rồi nha. Em sợ đừng, quá đừng chị. Đừng có sợ đó. Đừng có bước qua tới cửa nha, xin dạ phép đàng hoàng nha. Dạ không dám qua. Nóng có chuyện à. Dạ. Tới công chuyện luôn á. Mặc bộ đồ đó mà nóng nữa là mệt nữa. Bây giờ nhà gái thì sao nè, ưu điểm khuyết điểm của mình là gì nè? Dạ ưu điểm của em là vui vẻ hòa đồng, dễ thích nghi với môi trường mới. À rồi. Sở trường là em thích đi du lịch. Du lịch ha. Dạ đi Đà Lạt là thích chụp hình sống ảo. Bây giờ mình có mấy mối tình nè? Dạ em có 3 mối tình. Mối thứ nhất dài không? Dạ không, nói chung là tất cả đều vài tháng thôi. Quen lác đác cho vui vậy thôi ha. Dạ. Nhưng mà lý do sao mà chia tay luôn 3 mối đó vậy? Em là đạo công giáo, gặp mấy bạn tình công an không à. Nên là... Rồi, được rồi, hiểu rồi ha. Mấy mối? Dạ 3 mối chú. Vậy nó cũng dữ quá. Mối dài lâu nhất là... Dạ, cấp 3, hồi học cấp 3 chú. À. Mấy năm? Dạ 1 năm. Mối thứ hai mấy năm? Mối thứ hai là 1 tháng chú. Mối thứ ba y chang mối thứ hai luôn chú. Cũng tháng nữa? Dạ đúng rồi. Nên nó quen làm như mối tình tháng hay gì đó. Chắc nóng lắm hả? Dạ. Có cãi nhau không? Có chú, nhưng mà không có đụng chạm tay chân. Mình 3 mối rồi, giờ tới mối thứ tư mình muốn sao nè? Dạ em muốn tìm một người chín chắn trong suy nghĩ, có công việc ổn định, nhường nhịn, hiểu được phụ nữ và kiềm chế bản thân. Bên đó chị thấy mặc bộ đồ đó chị không biết có kiềm chế được hay không nha. Nhưng mà bên đó là có ga lăng. Em nghe căng quá chị ơi. Ừ, rất là ga lăng. Có cái điều gì mà em không thích ở đàn ông không? Không thích. Để chị hỏi. Dạ trưởng Vũ Phu. Dạ chính thức qua chào chàng trai. Dạ. Nãy giờ chị không dám qua. Để chị nhìn em chị cũng hơi sợ. Dạ. Nóng tính dữ không? Dạ không. Nóng tính nếu dụ như mà cãi nhau thì xong con bỏ đi. Dạ giờ mình thích bạn gái thì sao nè? Dạ thích bạn gái là hiền lành, biết kính trên nhường dưới, yêu thương động vật ạ. Ừ. Ở nhà có nuôi con gì không? Dạ có, đuôi vẹt với chó. À đuôi vẹt với con chó. Nó đem theo con heo. Tuổi con đó chú. Tuổi của người ta. Lính giật. Tuổi luôn hả? Rồi có gì mà không thích không? À không thích bạn gái hay nói nhiều quá. Càm ràm á. Con không thích cũng được con ơi. Bản tính là nói nhiều con ơi. Không hay thích càm ràm lắm. Có hút thuốc không? Dạ không. Có nhậu nhẹt không? Nhậu nhẹt ví dụ như uống 1-2 ly thì uống, còn không thì thôi. Ừ. Mình có càm ràm không? Dạ không. Không có. Có gia trưởng không? Dạ không. Không luôn. Quá khứ rồi chị. Chừng nào lấy chồng được nè? Năm sau nữa. Năm sau có thể năm sau nữa đúng không? Rồi nếu mà tới là năm sau. Đúng, giờ còn mấy tháng nữa tới rồi. À còn không hiểu nhau thêm năm nữa cũng được. Còn 6 tháng nữa tới năm sau rồi. Nhà gái tôi mở rộng cửa luôn. Đúng. Ủa nhà gái tôi là sao? Nhà gái bên đây mở rộng cửa. Bây giờ mình hỏi người thân người ta đi. Vậy đi. Ừ. Đi với ai? Dạ em đi với mẹ của em ngồi dưới. À dạ. Mẹ mặc áo về vàng nổi quá ha. Xin chào. Kia dễ thương. Dạ. Tôi là mẹ của cháu Hồ Hoàng Lộc. Tôi rất là vui bởi vì chương trình này là đem rất là nhiều gọi như là niềm vui hạnh phúc cho các cháu. Cháu gái bên đây thì tôi thấy là cháu rất là dễ thương, rất là xinh. Cô rất là thích cháu. Thì cũng mong cho hai cháu là bấm nút để có cơ hội hẹn hò. Còn nhà gái sao nè? Đi với ai? Dạ đi với hai dì và 3 người bạn thân. Chị thấy nãy giờ là cháu Lộc này nhìn ngoại hình cũng
dễ coi, dễ nhìn, thấy cũng hiền lành, dạ, thấy cũng dễ thương, cũng hoạt bát. Thôi giờ mình để cho thuận theo tự nhiên cho hai cháu nó tìm hiểu với nhau. Dạ. Rồi chị xin hết, xin cảm ơn chương trình. Dạ, cảm ơn chị. Lộc nó hiền lành lắm nhưng mà cần bảo vệ là nó có bộ đồ bảo vệ liền thôi. Đúng. Bây giờ là cháu của dì khỏi phải lo. Chuẩn bị chưa? Sẵn sàng chưa? Dạ. Chị mở rào là mình biết mình phải làm gì rồi đúng không? Dạ. Mở rào. Đấm đá gì cũng được. Đúng rồi. Dạ. Xong đưa con heo qua luôn nha. Dạ. Biểu diễn cho ấn tượng với đàn nhà gái cái coi. Hết hồn chưa? Bắt đầu. Vô. Đó. Dạ. Ghê chưa? Vừa heo mà thấy ghê chưa? Y chang vậy luôn. Em có món quà anh tặng cho em. Em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng cho anh. Chưa còn nữa. Nhà trai tới hai món nữa. Nhà cứ cần gì rồi? Anh chứ. Anh có làm bánh không? Cái này là anh làm hay? Đúng rồi, anh tự làm. Chưa. Thế nhà trai tôi nể nhà trai tôi chưa? Dạ, biết học giỏi mà còn biết làm bánh. Thôi nó vừa làm bánh vừa học giỏi đó. Coi gì đây? Dạ, kẹo sô cô la. Dạ, anh mở ra, anh ăn thử. Trong đó có một lá thư. Lá thư, đúng rồi. Anh ăn kẹo đi rồi, anh đọc cái thiệp đó cũng được luôn. Cứ ăn đi, chú đọc phụ cho. Vạn hạt mưa rơi, không hạt nào là nhầm chỗ. Vạn người ta gặp, không người nào là ngẫu nhiên. Có sự sắp xếp của Thượng Đế. Dạ. Bữa nay mới gặp Lộc đó. Dạ. Cho anh ngắm tay em nhé. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Em cũng có một bài hát muốn gửi tặng cho anh. Mà hơi rung thì không sao, cứ hát đi nào. Nhà hôm tôi nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gót nên đã tặng. Trên tay em cầm một đóa hoa tu cầu, loài hoa khi xưa anh thích. Mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió. Em có mang chiếc radio cùng bài nhạc, chờ em anh nhé. Em sẽ đến bên anh và nói. Em xin hát ạ, nói gì lấy cây. Nói anh yêu em, nói anh yêu em. Bây giờ bắt đầu mình vô công chuyện nha. Dạ. Em cảm nhận anh như thế nào? Em cũng thấy anh là một người thật thà, cũng điềm đạm. Nhưng mà biết làm bánh với lại học võ sao nó cứ ngược nhau anh. Không, lúc không nhào bột đâu. Là người ta vận dụng nội công, khí công ở trong rồi. Đó người ta mới nhào được cục bột chứ không thôi là phải dùng máy rồi. Coi như là tề gia nội trợ đúng. Luôn. Dạ, em chỉ được nghỉ thứ bảy thôi. Thì nếu mà được thì chỉ có thứ bảy anh xuống anh okay. Đi chơi. Cho anh địa chỉ đi, anh tới liền. Trời ơi. Anh có thích đi du lịch không? Anh thích. Anh thích biển hay thích núi? Anh thích biển. Ở Vũng Tàu thì vừa có biển vừa có núi luôn. Ồ. Giờ đó hợp lý. Tiện thì đô đường. Dạ. Giờ ví dụ cưới nhau thì anh về Sài Gòn ở Vũng Tàu. Ví dụ như mà cưới nhau á, mình sẽ ở Sài Gòn hay Vũng Tàu em? Em thích Sài Gòn. Ngon vô. Anh cũng thích Sài Gòn lắm. Em thích tối đi vòng Sài Gòn á, ngắm đèn rất là đẹp. Để cái dẫn chở em đi. Em có làm dâu được không? Em có làm dâu được không em? Em nghĩ là thời đại bây giờ hiện đại mà với lại mẹ chồng nàng dâu thì nó cũng không có khó như ngày xưa nữa. Nên là cái vấn đề đó cũng ok không có gì hết. Vậy mình cưới nhau đi nha. Vậy mình cưới nhau nha em. Cái đó thì hôn nhân là chuyện không phải của hai đứa không mà của gia đình hai đúng bên rồi. Nữa. Nên là mình cái gì cũng phải có thời gian tìm hiểu. Nãy ai xúi hỏi câu đó vậy? Dạ chú Linh. Dạ chú Linh. Chú Linh xúi hả? Dạ. Múc đựng xúi gì nữa, nó cứ đổi thừa chết luôn. Sao? Để chú lo con. Dạ. Ha, con rất là dễ thương. Đây nè, nhà trai tôi dễ thương lắm nha. Nhà trai tôi thật thà, chất phác, dễ thương. Thấy không? Ga lăng đủ hết trơn á. Bây giờ con cảm nhận cái người đối diện đó. Dạ. Mình có thích không? Dạ thích. Thích ha? Dạ. Bây giờ tôi hỏi nhà gái, thấy nhà trai sao? Dạ. Thích không? Hai người thích ha? Rồi bây giờ nè, hai bạn.
bước ra đây mình nói, mình nói cái gì mà mình suy nghĩ nha. Mình thích người ta làm sao mình nói, mình nói cho người ta nghe để mình thuyết phục người ta bấm nút đó. Thôi nắm tay vô. Anh thích em từ cái nhìn đầu tiên. Ai mà thích nhau mà nắm cái tay kiểu gì kỳ cục gì. Dạ nó nắm nó còn nhỏ, nó chưa biết. Trời, nó ba mối tình rồi. Nó ba mà ba mối có 1 tháng không mà. Đó. Thì em từ cái nhìn đầu tiên rồi đó. Rồi nói lại nè, nói lớn lên cho người ta nghe. Nói lớn. Anh thích anh từ, anh thích em từ cái nhìn đầu tiên rồi đó. À, anh có thoải mái đừng có rung. Bàn tay em sao? Bàn tay em mềm mại. Anh sẽ bảo vệ em. Để cho anh nắm cuối cuộc đời nghe. Anh sẽ bảo vệ em hết đời này. Em có đồng ý không? Em có đồng ý làm như vậy không? Thấy sao bé? Dạ, thấy bạn cũng chân thành nhiệt tình. Chân thành đó. Thiệt thà lắm. Dạ. Thà lắm á. Bạn rút mà em thấy bạn rút lắm. Có thể là bạn không có kinh nghiệm trong vấn đề ăn nói thôi. Dạ. Mẹ bạn ấy rất là phúc hậu luôn. Mà dì cũng dễ thương nữa. Ha. Hai đứa thấy được á, cho nhau cơ hội. Người lớn sẽ hỗ trợ hai đứa nha. Dạ chút. Được không Lộc? Em được chút nha. Dạ. Em mốt đi chơi với bạn gái mặc đồ này ai cũng sợ, không dám đụng với bạn gái. Dạ. Người sợ. Dạ. Rồi dễ thương lắm. Rồi ok, về ghế ngồi đi. Dạ. Được rồi đó. Nếu thấy được đúng như gì mình suy nghĩ, đây là một nửa yêu thương của mình để mình tìm hiểu, mình tiến xa hơn thì bấm ngay cái nút đó, đừng chờ đợi. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1, 2, 3. Hết thời gian. Vô luôn. Chúc mừng. À, thấy chưa? Thằng hai cái đang tay vào, đang tay vào. Đúng rồi. Thằng đứa nó dễ thương quá trời quá đất luôn vậy đó. Mẹ thấy sao mẹ? Quá đẹp đôi luôn. Gì thấy được gì? Được luôn. Cả nhà mình thấy được không? Rồi. Chúc cho hai đứa sẽ sớm tìm hiểu nhau, nhớ chăm sóc lẫn nhau, liên lạc nhau nha. Chúc hai đứa hạnh phúc ha. Cảm ơn chú. Rồi.